Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Trong ngày có tam hợp phù trợ, vận trình hôm nay của người tuổi Tý nhờ vậy cũng sáng sủa và thuận lợi hơn không ít bạn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người bản mệnh rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay nhưng cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp đừng quên tham khảo ý kiến của người xung quanh để có cái nhìn tổng quát nhất nhé tuy nhiên kiếp tài cảnh báo về nguy cơ mất tiền mất của trong thứ tư này của những chú chuột bản mệnh nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên tìm cách đi xa hoặc thay đổi phương hướng làm ăn ngành nghề nhưng vẫn chỉ là dự tính không nên hành động cần tham khảo ý kiến của người khác hoặc qua báo chí sách vở trong sự giao thiệp tranh luận nên có sự hòa hoãn tránh tranh cãi tài lộc tốt nhưng cũng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc, tình cảm, cũng như gia đạo. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi mậu tý Thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, lẫn gia đạo. Cần lưu ý dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Có sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ, tiệc tùng không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Có tin xa, có khách đến. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả, không nên chán nản. Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bận rộn. Có tin tức ở xa. Có hỷ sự. Sức khỏe không tốt không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ hoặc tin tức chậm. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều chuyện bận rộn lo âu khi sự việc xảy ra hoặc có tin tức không tốt cho sức khỏe, bổn mạng, công danh, tình cảm, hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, đi xa, tiến hành công việc. Có tin buồn ở xa của người thân, hoặc chỉ gặp những người đem đến những điều bất lợi cho mình. Cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Có sự hư hại đồ đạc, tài lộc kém. tử vi tuổi sửu vận trình ngày thứ tư này có chính quan chiếu mệnh cho thấy tuổi sửu là người có tinh thần trách nhiệm cao một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy trốn tránh tuy nhiên cục diện thìn sửu tương phá là nguyên nhân khiến tài lộc của người tuổi sửu có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng vào những việc không thực sự cần thiết thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính và công việc, đôi khi nghỉ ngơi một lúc đến khi quay lại làm việc mới thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều chuyện thị phi, tranh cãi, gặp áp lực bó buộc. Mọi việc mong cầu về làm ăn, tài lộc đều không nên, dễ gặp thất bại, rủi ro, mất mát hoặc bị cưỡng chế. Nên ngồi yên, càng lo toan thì sự việc càng lún sâu. Ngày có tin tức về sức khỏe, tình cảm của người thân có người đến nhờ và mình hoặc đem tin buồn đến, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có người đến nhờ và mình hoặc nhờ góp ý kiến, và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết. Có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa việc gì cần làm thì làm cho cẩn thận dễ có sự kiện xảy ra khiến phải tạm ngưng bỏ dở ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa tài lộc dễ hao tử vi tuổi tân sửu thụ mệnh thổ chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn giao ước dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt chớ để ràng buộc vì lời nói dễ bị hiểu lầm hàm oan tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thụ mệnh mộc có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết mọi việc cần phải có sự khéo léo uyển chuyển mới có kết quả tuy nhiên không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc quá nhiều không nên hấp tấp cần phải biết chờ đợi tài lộc dễ hao tử vi tuổi dần thực thần xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi dần báo hiệu tin vui tiền bạc cho con giáp này hôm nay là ngày thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của bạn đặc biệt những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được trong ngày hôm nay trái ngược với may mắn về tài lộc chuyện tình cảm của những chú hổ gặp không ít trục trặc mộc khắc thổ mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình trong ngày hôm nay mỗi khi có vấn đề xảy ra bạn cần bình tĩnh nghe nửa kia giải thích chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn gia tán vào một chiều như vậy tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy Tất cả mọi việc đều nên chậm rãi chờ đợi, không có lợi về mặt tiền bạc. Có khách hoặc bè bạn, người thân ở xa đến hoặc nhận được tin tức của họ có liên quan đến việc làm của mình, nên đi thăm dò hoặc đến nơi mình cần giải quyết hoặc gặp quý nhân. Ngày có nhiều sự đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính, tài lộc trung bình, không hợp cho các ngành kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm, ngân hàng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có tin vui ở xa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động, hoặc tính toán gì thêm thì đỡ xấu. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân, hoặc người cấp trên, đồng sự với mình. Tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn, cầu tài, sẽ bị phá ngang nửa chừng, việc xảy ra ngoài ý muốn. Tâm tình bất an, có chuyện buồn, hay lo, gặp trở ngại. Có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như tình cảm cần phải giải quyết tài lộc nhỏ hoặc chậm chạp, dễ hao tài. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng việc mong cầu ở quá khứ có thể đem lại tin không tốt. Sự việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện và phải giải quyết hoặc vì hoàn cảnh bó buộc mà phải tiến hành. Nên cẩn trọng về đi lại, di chuyển. Gia đạo bất an, có tin buồn, ngày không nên manh động, liều lĩnh trong mọi chuyện. Tử vi tuổi mão, cục diện thìn mão tương hại, người tuổi mão dễ đánh mất bình tĩnh trong hôm nay. Bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn. Lại thêm sự xuất hiện của thương quan cho thấy con giáp này đang phải trải qua giai đoạn khá khó khăn cho những quyết định. Nên nhớ rằng, có tham vọng là tốt, nhưng bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng không hẳn là điều tích cực đối với bạn trong thời điểm này. Ngũ hành xung khắc khiến tình duyên của bạn khá lận đận người đến rồi lại đi khiến bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng thiết nghĩ bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì hơn tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tình thế đã thay đổi dù không được như ý cũng nên chấp nhận vì không còn phương cách nào khác ngày thuận lợi cho sự bỏ cũ lập mới không nên để chuyện quá khứ làm bận lòng ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi việc không nên tranh cãi vì mình đang ở thế kẹt hoặc sự việc không nằm trong khả năng của mình sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc không được như ý có tin xa tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc hãy cố gắng giải quyết hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thay đổi hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc chấm dứt một công việc hay chuyện tình cảm. Có khách bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc công việc dễ bị bỏ dở phá ngang do có khách hoặc có tin tức mới làm cản trở có sự hao tốn hoặc hư hại về đồ đạc vật dụng dù không được như ý cũng nên chấp nhận vì không còn phương cách nào khác ngày thuận lợi cho sự bỏ cũ lập mới không nên để chuyện quá khứ làm bận lòng sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc không được như ý có tin xa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có thể việc mong cầu trong ngày chưa có được kết quả như ý hoặc phân vân không biết tính toán như thế nào nên chờ đợi tin tức mới nếu đã có sự hẹn ước đến hẹn cũng nên cố gắng hoàn thành vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính có tin buồn về rủi ro tai nạn bệnh tật của người thân bè bạn sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ tử vi tuổi thìn cục diện thìn thìn tự hình nhắc nhở người tuổi thìn cần xem lại cách làm việc của mình dường như bạn đang có phần cứng nhắc và bảo thủ khi luôn muốn người khác làm theo ý của mình điều này khiến cho bạn khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người khi làm việc chung chúng ta cần đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu đồng thời cố gắng điều chỉnh để hài hòa mối quan hệ giữa đồng nghiệp đối tác với nhau nếu không thể dung hòa tốt mối quan hệ thì rất có thể con đường thăng tiến của bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn Nhất là trong ngày có họa tiểu nhân do thiên quan gây ra như hôm nay, những chú rồng càng cần hành động cẩn trọng và chú ý từng lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc chỉ nhận được tin tức. Cần phải có sự khéo léo, biển chuyển tinh tế trong lúc công việc đang ở buổi giao thời. Không bỏ cũ theo mới một cách hoàn toàn. Cũng không nên giữ nguyên tình trạng hiện tại tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán nên dè dặt trong mọi chuyện có tin xa nên thu vén công việc và cũng không nên quyết định những công việc lớn trọng đại tâm tình bất an nên tìm gặp quý nhân tốt hơn là nên nghỉ ngơi chờ đợi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng tất cả mọi công việc về công danh tình cảm tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng dễ bị ràng buộc về lời nói thị phi tranh cãi gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt tài lộc chậm hoặc lộc nhỏ có tin buồn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng không nên cưỡng cầu những việc lớn lao tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ sót nào hay không chỉ nên an phận và nghỉ ngơi hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà văn phòng càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo có tin buồn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, chắc trở hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn. Nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới. Chi dùng tiền bạc cho khéo léo, dễ hao tài, nên hoàn trả nợ nần, tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết, hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết. Tử vi tuổi tỵ. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua, bản mệnh chắc chắn nhận được một phần thưởng xứng đáng. Có thể đây sẽ là lúc bạn nên tự thưởng cho mình bằng vài món quà có giá trị hay chuyến du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng quá khắt khe với chính mình bạn nhé, bạn xứng đáng nhận được những món quà đó hỏa sinh thổ, những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhưng đừng vì mải chăm lo con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của bạn, hãy hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy nhé. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày xấu, càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách oán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình, chưa hẳn đã là phù hợp mọi việc chưa có thể kết thúc, nên chờ vào một dịp khác. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc, ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Nên mạnh dạn thay đổi vì bè bạn người thân hiểu được hoàn cảnh của mình. Ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, cầu việc làm, cầu tin tức, thu vén công việc tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có tin tức chậm trễ hoặc giang dở về công việc cũng như tình cảm. Ngày có nhiều sự thay đổi hoặc các việc phải có sự kết thúc. Có cuộc đi ngắn, không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi ngọ, chính tài trợ mệnh tuổi ngọ nhờ vậy mà đón những tin vui về tiền bạc hôm nay tài lộc dồi dào tiền bạc may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan bạn hãy mạnh dạn thực hiện các mục tiêu ấp ủ từ lâu của mình trong ngày hỏa sinh thổ thì đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng may mắn đào hoa nở rộ con giáp này cần phải mở lòng mình tình duyên đến thì chớ nên từ chối đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau không cần phải nói gì nhiều, đôi bên nhận thấy sự hòa hợp ngay cả trong im lặng. Tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở bên nhau cũng đủ rồi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ rước lấy thất bại. Hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược. Bên mình có kẻ dèm pha, đừng chọn tin vào bè bạn. Có tin buồn, hoặc chỉ là tin đồn mà thôi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng tiến thêm thì có điều hối tiếc nên giảm bớt đi một chuyện tốt hơn là tạo thêm một chuyện đề phòng thị phi khẩu thiệt tranh cãi ra đi thì phải quay về dễ gặp sự phá ngang gặp trở lực tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy mọi chuyện không nên vội vã hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt giới hạn việc di chuyển đi lại đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý có tin hoặc có chuyện buồn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày không được tốt hành sự nên cẩn thận tình thế dễ bị đảo ngược có tin buồn hoặc chỉ là tin đồn mà thôi dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng tiến thêm thì có điều hối tiếc sức khỏe không tốt gia đạo bất an nên giảm bớt đi một chuyện tốt hơn là tạo thêm một chuyện đề phòng thị phi khẩu thiệt tranh cãi ra đi thì phải quay về dễ gặp sự phá ngang bỏ giờ gặp trở lực tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc Ngày có rất nhiều tin tức hoặc công việc đến cần phải lo toan, có trở ngại, cực nhọc chút ít. Mọi chuyện không nên hấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro, hoặc có sự hao tốn hoặc hư hại. Có tin xa, hoặc chuyện buồn. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hoặc hao tốn về giao thiệp. Tử vi tuổi mùi dưới tác động của thìn mùi tương hình người tuổi mùi rất dễ gây mất lòng người khác bản mệnh quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh mình chính quan độ mệnh vốn mang tới cho bản mệnh những sự thuận lợi nhất định trên đường công danh sự nghiệp song bản mệnh không biết tận dụng thời cơ nên tự gây khó khăn cho bản thân khiến bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mình muốn thổ khí vượng báo hiệu có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ thì bạn nên nghỉ ngơi tránh làm việc quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới thể lực của mình tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tài lộc đến chậm hoặc có tin xa có lợi cho công việc cũng như cho tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nếu là chuyện tình cảm thì nên dè dặt mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có cuộc đi ngắn hoặc có khách đến có tin tức làm gì cũng nên cẩn thận dễ bị mất uy tín và cũng không nên đảm đương công việc ngoài khả năng của mình chuyện tình cảm giao thiệp nên có sự giới hạn không nên đi quá xa tin tức chờ đợi chậm trễ hoặc không được như ý tài lộc trung bình tử vi tuổi thân Ngày này có cục diện thìn thân bán hợp, chuyện tình cảm của người tuổi thân nhờ vậy gặp nhiều may mắn hơn. Đôi lứa khăng khít, người độc thân được đào hoa dẫn lối, cho bạn cơ hội được gặp gỡ nhiều người khác phái và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Hôm nay, thiên ấn đang ở bên và hỗ trợ bản mệnh trong công việc của mình. Dù nhiều vấn đề đồng loạn này sinh ngoài dự kiến nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân ngay khi đang có cơ hội đừng ngại ngần nếu bạn tỏa sáng giữa đám đông bởi thành công là do mình tự tay giành lấy không phải ai cũng may mắn có được thành công như bạn tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động dễ bị hàm oan thị phi ràng buộc vì lời hứa ngày dễ gặp nhiều rủi ro trắc trở không nên đi vào đám đông nhúng tay vào chuyện người làm ơn mắc oán sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại sự phiền lòng thất vọng đề phòng bị chơi xấu có tin buồn ở xa gặp lại người xưa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời nên cẩn trọng khi đi lại dễ gặp chuyện rủi ro tai nạn có tài lộc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ làm gì cũng nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời nên cẩn trọng khi di chuyển đi lại có tin xa nhưng cũng không tốt không nên tính toán nhiều dễ hao tài lộc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm có tài lộc vào nhanh ra nhanh sức khỏe không tốt ngày có quá nhiều sự bận rộn lo âu gặp quý nhân hoặc bạn bè đến cẩn trọng khi di chuyển đi lại hấp tấp vội vàng không có lợi có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan đùm bọc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có tin xa mọi việc không nên tranh cãi hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm tính toán của mình có sự đảo lộn làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời có tài lộc tử vi tuổi dậu nhờ có ngủ hành nghị hợp người tuổi dậu đón nhận những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn quý nhân chỉ lối dẫn đường giúp cho con giáp này gặp đúng được người cần gặp nói đúng được việc cần nói khi đã có người cùng chung trí hướng thì có lẽ mọi gánh nặng cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bản mệnh cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân đang đi đúng hướng và càng thêm tự tin hơn vào tương lai khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao Tuổi dậu hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, nên thay đổi mọi việc đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát kết thúc hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa. Nên hành động theo tin tức mới nhận được, ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc có người đem lại điều lợi cho mình có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có người đem lại điều lợi cho mình tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc Tránh mọi tranh giành có phương hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa. Cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi. Có tin vui hoặc dự cuộc vui, đình đám, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi về công danh, tình cảm. Mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời. Tử Vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Có sự thay đổi về công danh, chức vụ hoặc phải tạm bỏ ngang công việc nửa chừng để làm công việc khác ngày khó có sự việc nào hoàn thành trọn vẹn hoặc chưa có sự tính toán tốt đẹp có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tiệc tùng có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi tuất cục diện thìn tuất tương xung người tuổi tuất dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm việc bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên có những hành động thiếu kiểm soát gây rắc rối cho chính bản thân mình. Thiên quan gây họa tiểu nhân khiến người tuổi này gặp những khó khăn nhất định. Vì thế, bạn cần tránh thái độ làm việc chảnh mảng, bỏ giờ nửa chừng. Bản mệnh thiếu thận trọng nên để để cho kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình lúc nào chẳng hay. Trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, vấn đề sức khỏe là điều mà bản mệnh không thể chủ quan thường xuyên làm việc quá sức lại không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý, những dấu hiệu lao lực chính là lời kháng nghị của cơ thể nhưng bạn lại luôn lựa chọn bỏ qua. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Ngày sung của bổn mạng. Phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu. Sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép, không nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán, gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng, việc gì cũng có sự giới hạn của nó, nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều sẽ không tốt. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời, có tin không tốt về sức khỏe, công danh của thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày sung của bổn mạng. Phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu. Sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn đề phòng mọi việc có trở lực bị cưỡng ép gia đạo bất an sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có rất chuyện thị phi tai tiếng nên cẩn trọng về lời nói không nên dính líu đến chuyện người hoặc làm giúp chỉ có thiệt thòi không có lợi nên giải quyết những công việc đã đến hạn kỳ ngày không tốt cho việc kết bạn gặp gỡ mọi mong cầu về đi xa hoặc đi gặp gỡ đều không tốt tử vi tuổi hợi trong ngày thứ tư này tỷ kiên trợ lực giúp người tuổi hợi có thêm sự quyết đoán dứt khoát không để cho mình phải hối hận vì đã để lỡ cơ hội hiếm có mỗi khi đứng trước các quyết định chiên trọng trong công việc hôm nay bạn có chính kiến của riêng mình biết điều mình muốn là gì và không ngừng cố gắng để giành được mục tiêu đã định điều này sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình tuy nhiên ngũ hành xung khắc gây ra những tác động đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy một người nồng nhiệt thì trong khi người kia lại thờ ơ lạnh nhạt tình cảm cần có sự vun vén từ cả hai phía thì mới bền vững bạn cũng chẳng biết làm sao với tình hình này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi trốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước có tin tức tốt ở xa có tài lộc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm về nhà cửa đồ đạc mong cầu tin tức về công danh tình cảm đều chậm hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì hoặc không thể đi được tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi vừa làm vừa thăm dò không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ cần đắn đo trong việc giao hẹn đính ước soạn thảo giấy tờ có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chuyện tình cảm chỉ nên để cho một mình hay biết sẽ có người không tốt nhúng tay vào chuyện này nên bỏ qua mọi dư luận bàn bạc cũng không nên tranh cãi có tin xa có chuyện bực mình hoặc có sự trở ngại trong việc mong cầu tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm không nên hấp tấp có sự chậm trễ trong sự qua lại giao thiệp chớ nên nói quá lời hoặc xen vào chuyện của người khác sẽ có điều không hay có tin tức về sự thay đổi về công danh tình cảm hoặc ngày có sự hẹn ước định kỳ nên có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm về nhà cửa đồ đạc có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì hoặc không thể đi được cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại